cá cược bóng đá đang trà trộn vào các kênh YouTube bẩn. YouTube cũng mệt mỏi với quảng cáo chui. Có thể thấy YouTube đã có những động thái quyết liệt trong việc dẹp bớt các YouTuber giang hồ mạng trong thời gian ngắn trở lại đây. Những video có hơi hướng bạo lực, cổ súy hình tượng giang hồ đã không còn đất diễn trên các tab thịnh hành. Ông trùm video lớn nhất thế giới cũng đã xóa bỏ một số tài khoản giang hồ mạng vi phạm chính sách. Tưởng chừng động thái quyết liệt ngăn chặn vi phạm đó sẽ khiến những người có ý định làm YouTube bẩn sẽ chuyển hướng, nhưng không, họ vẫn có nhiều cách lách để kiếm tiền, và trong đó là quảng cáo cho trò chơi cờ bạc trên mạng. Trên kênh Hoa Mộc Miên, một video mới đăng tải có tựa đề Huấn Hoa Hồng dính cáo buộc bán TLN giả sắp nhập kho, xuất hiện ngay một quảng cáo game cờ bạc được lồng sẵn vào video. Quảng cáo này kêu gọi người dùng cá cược bóng đá và cho biết mở cược cho tất cả các giải đấu. Đồng thời, quảng cáo này cũng cho biết có thể chơi casino trực tuyến, nạp và rút tiền cực nhanh. Hay một số kênh về làm tin tức bóng đá cũng đang quảng cáo cho trang web cá cược này. Thậm chí, có kênh Ngôi Đền Huyền Thoại, lồng quảng cáo chui game cờ bạc này còn nhận được thêm quảng cáo từ YouTube với các nhãn hàng trong nước trên cùng một video. Đáng chú ý, các quảng cáo đang chui vào video trên đã từng được kênh Khá Bảnh quảng cáo rầm rộ từ YouTube cho đến Facebook cá nhân, đã bị cộng đồng lên án trước đó và bị cấm trong luật quảng cáo 2012 quy định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Một YouTuber cho biết, thực tế YouTube không thể kiểm soát hết được những dạng video kèm quảng cáo bên trong video như vậy bởi người Việt mình lắm trò, tìm mọi chiêu để qua mặt các nền tảng. Đây thực tế là những vấn nạn ảnh hưởng đến người làm YouTuber chân chính khác. YouTuber có nên kiếm tiền bất chấp? Theo YouTuber trên, việc chạy theo view để kiếm tiền hiện nay trên YouTube đã bùng phát mạnh mẽ, nhiều nội dung gây tò mò, vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật, thu hút rất đông đảo người xem. Điều này khiến cho các YouTuber khác bất chấp để hòng thu hút lượt xem, chờ đợi YouTube bật kiếm tiền. Minh chứng rõ nét có thể nói đến với trường hợp của Khá Bảnh, thu hút hàng triệu lượt xem trên mỗi video. Các video này được quay đơn giản, mô tả hành động bạo lực, dạy dỗ đàn em, cờ bạc, ăn chơi thác loạn, và thu về lợi nhuận một tháng hàng trăm triệu đồng như lời khai của Khá Bảnh trước cơ quan điều tra. Tuy nhiên, thực tế số tiền mà YouTube trả ở Việt Nam có thực sự cao không? Một YouTuber chuyên làm về nội dung chơi guitar cho biết, số tiền thực nhận của YouTube trả cho các video có nguồn xem chủ yếu ở Việt Nam cực thấp, khi so với các quốc gia khác, bởi mức chi trả quảng cáo phụ thuộc vào các doanh nghiệp, từng khu vực để chi trả phù hợp. Người làm sáng tạo nội dung sẽ được chia lợi nhuận quảng cáo với Google, dựa trên lượt người xem đã xem qua quảng cáo ở đâu. Lấy ví dụ, người này cho biết, một kênh YouTube Việt Nam có video khoảng 1 triệu lượt xem. Tính theo số liệu của Scott Soblet thì có thể kiếm được từ 6 triệu đồng đến khoảng 100 triệu đồng. Nếu lượt xem chỉ ở Việt Nam với mức chia sẻ lợi nhuận thấp thì 1.000 lượt xem chỉ tính ở mức dưới 0,3 đô la Mỹ, hơn 6.000 đồng. Trong khi để thu hút người xem nước ngoài ở các quốc gia khác thì mức chia sẻ lợi nhuận sẽ tăng lên vì mức chi trả quảng cáo của doanh nghiệp cao hơn. Tuy nhiên để hút người xem nước ngoài, YouTuber này cho rằng, người làm nội dung phải làm rất nhiều công đoạn từ việc thêm phụ đề tiếng Anh, làm các nội dung đặc sắc, hợp thị hiếu, có định hướng rõ ràng mới thu hút được. Và thực tế, những kênh video của giang hồ mạng ở Việt Nam hầu như đều không đạt những yêu cầu trên, từ việc có thêm phụ đề mà chỉ là những video đơn giản, quay trực diện và nói liên tục bằng tiếng Việt thì sao có thể hút được người xem quốc tế, vậy khó mà kiếm tiền được quá nhiều trên YouTube, tài khoản YouTuber trên nhận định. Từ đó, tài khoản YouTuber này cho rằng, những người đang có ý định làm YouTuber nên suy nghĩ thật kỹ về định hướng nội dung thật rõ ràng, đừng nghe những lời đồn hão huyền về việc dễ dàng kiếm tiền trên YouTube mà bất chấp làm những nội dung bẩn để hòng có tiền nhanh, YouTube sẽ không làm cho bạn giàu nhanh, nếu có thì rất hiếm. YouTube là một môi trường có thể giúp bạn có thể kiếm được một khoản tiền vừa phải và mở ra cho bạn nhiều cơ hội hơn, nếu bạn làm nội dung sạch, có ích cho xã hội, YouTuber này nhận định. YouTuber sạch sống tốt và bền vững HNDEU chia sẻ của YouTuber chuyên về guitar này tương tự như các YouTuber làm nội dung sạch mà trước đó dân trí đã từng phỏng vấn. Tài khoản Thùy Uyên, một kênh video hướng dẫn sử dụng Photoshop trên YouTube cho biết, việc bạn tìm đến với YouTube chỉ với mục đích duy nhất đó là chia sẻ lại kinh nghiệm của mình bằng hình thức video kiểu như viết blog theo dạng video, cho các bạn cùng sở thích. Nhưng trên hết, mục đích chính vẫn là tập trung để rèn luyện thêm kỹ năng, ôn lại các kiến thức đã học để không bị thời gian làm cho lãng quên. Tuy nhiên, khi những video được tải lên, tài khoản này nhận được những phản hồi tích cực, những người cùng sở thích theo dõi, từ đó tạo ra nhiều mối quan hệ mới cũng như công việc mới. Một YouTuber khác là Bội Ngọc Piano, cũng cho biết, cô đến với YouTube chỉ là thỏa đam mê, được chia sẻ các video đánh đàn piano lên mạng và thật không ngờ nhận được những phản hồi tích cực, tạo động lực để cô tạo ra nhiều video có chất lượng tốt hơn. Chính lần bén duyên này đã thay đổi và định hướng nghề nghiệp cho cô. Bội Ngọc nói, mình học đại học ngoại thương, tưởng rằng sẽ đi làm một công việc liên quan đến ngành học, nhưng thực tế khác xa so với suy nghĩ trước đó. Mình bén duyên với việc dạy đàn online trên YouTube, rồi mở công ty dạy piano cho đến thời điểm này, vừa thỏa đam mê lại vừa chia sẻ thêm kinh nghiệm và tạo ra giá trị cũng như doanh thu cho mình. Bội Ngọc cũng chia sẻ, một tháng thu nhập mà YouTube trả cho tài khoản cô trước đó chỉ vào khoảng từ 80 đến 100 đô la Mỹ, từ 2 triệu đồng. Đây là một con số đủ để khích lệ tinh thần cho người làm nội dung. Một YouTuber khác cũng cho biết, doanh thu thực tế đến từ rất nhiều nguồn, từ quảng cáo mà doanh nghiệp thuộc lĩnh vực liên hệ trực tiếp hoặc từ các mối quan hệ có được khi xây dựng kênh. Những kênh có chất lượng, những nội dung sáng tạo nó sẽ tạo ra nhiều giá trị cho người xem. Đó cũng là cách để cho doanh nghiệp để ý đến, bởi những kênh có chất lượng tốt, lượt theo dõi cao thì doanh nghiệp sẽ không dễ dàng bỏ qua, bởi chi phí sẽ không lớn nhưng nhắm đến đối tượng người dùng thực sự, người quan tâm đến lĩnh vực mà doanh nghiệp đang nhắm đến, YouTuber này nói. Tính tới thời điểm này, những nhà sáng tạo nội dung trên YouTube mà phóng viên từng trao đổi đều đang phát triển khá tốt trên YouTube và cả đời thực. Họ vẫn tiếp tục chia sẻ những video chất lượng, những ngọn lửa nhiệt huyết vẫn tiếp tục được lan tỏa, giúp cho xã hội tốt dần lên. Thiết nghĩ, đối với những nhà sáng tạo nội dung trên YouTube ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thay vì chia sẻ những video vi phạm bản quyền, những video vi phạm thuần phong mỹ tục, hãy tạo ra những video mang tính xây dựng, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội hơn. Những video không chỉ giúp cho ích cho tất cả mọi người mà còn giúp ích cho chính gia đình và con cái của bạn. Hãy xem YouTube là nơi để bạn truyền cảm hứng, thể hiện năng lực bản thân, tạo nên một xã hội mạng văn minh hơn. Những mối quan hệ, những sự hợp tác và công việc mới sẽ đến bất cứ lúc nào mà bạn không ngờ tới. Gia Linh.